第17课, 我没有零钱。 Bài 17, tôi không có tiền lẻ. 小姐,有英汉词典吗? 有,你看,这些都是, 你要哪本呢? 我要这本小词典。多少钱一本? 22块。 对不起,我没有零钱。没关系。 小姐,有英汉词典吗? Trong đó từ "xiáo jiě" âm hẳn về là tiểu tỷ, có nghĩa là tiểu thư, cô ơi, chị ơi. Thường gọi những người con gái trẻ. Từ "英汉" ở đây có nghĩa là anh và hán. Sứ điển âm hẳn về là từ điển, cũng có nghĩa là từ điển. "英汉" sứ điển là từ điển Anh Trung. Yǒu yīnhàn sứ điển ma là có từ điển Anh Trung không? Cả câu này dịch là chị ơi có từ điển Anh Trung không? Yǒu, nǐ kàn, zhè xiě dou shì, nǐ yào nǎ bǎn nè? Từ kàn âm hán Việt là khán, có nghĩa là nhìn, xem hoặc là đọc bằng mắt. Nǐ kàn ở đây có nghĩa là bạn xem này. Từ xiě là một số, một vài, những. Zhè xiě ở đây dịch là chỗ này. Zhè xiě dou shì, chỗ này đều là, có nghĩa là chỗ này đều là từ điển Anh Trung. Từ bản âm Hán Việt là bản. Ở đây là lượng từ của từ điển, sách, vở. Ná bẩn có nghĩa là quyển nào. Nǐ yào ná bẩn nè, có nghĩa là bạn lấy quyển nào nhỉ. Chữ nơ ở cuối câu trong bài này là một từ ngữ khí. Nǐ yào ná bẩn nè, có nghĩa là bạn lấy quyển nào nhỉ. Cả câu này dịch thành có, bạn xem này, chỗ này đều là bạn lấy quyền nào nhỉ? Tôi yào zhe bǎn xiǎo cí diǎn, duō shǎo qiān yì bǎn? Từ xiǎo âm Hán Việt là tiểu có nghĩa là nhỏ. Xiǎo cí diǎn có nghĩa là từ điển nhỏ. Zhe bǎn xiǎo cí diǎn có nghĩa là quyển từ điển nhỏ này. Tôi yào zhe bǎn xiǎo cí diǎn. Mình lấy quyển từ điển nhỏ này. Duō shǎo qiān yì bǎn? Bao nhiêu tiền một quyển? 22块. 22 tệ. 对不起,我没有零钱. Trong đó từ lính chén âm Hán Việt là linh tiền, có nghĩa là tiền lẻ. 我没有零钱 là mình không có tiền lẻ. Cả câu dịch thành xin lỗi mình không có tiền lẻ. 没关系. Không sao, không có gì.